Tôi là Sam Nguyễn, một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu tại Việt Nam. Trong quá trình hơn 10 năm chụp ảnh, làm truyền thông và xây dựng thương hiệu cá nhân của mình, tôi đã may mắn đặt chân lên hơn 20 nước trên thế giới, từ Mỹ đến châu Úc, châu Âu và cả những vùng đất lãng mạn nhất như Maldives, Bali. Tôi đã chụp ảnh cho các ngôi sao nổi tiếng hàng đầu tại Việt Nam và rất nhiều người nổi tiếng khác. Cùng với đó, Sam vinh dự là nhiếp ảnh gia người Việt đầu tiên và duy nhất cho đến hiện tại là người quảng bá du lịch Hàn Quốc thông qua hình ảnh. Hàng năm, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc sẽ tài trợ cho tôi để thực hiện các bộ ảnh tại đất nước xinh đẹp này. Đồng thời, tôi còn là đại sứ thương hiệu cho các hãng đèn nổi tiếng của Mỹ như Matmos, đặc biệt là hãng đèn cực kỳ nổi tiếng và phổ biến là Godox. Một trong những điều tự hào của Sam Nguyễn đó là được mời sang Mỹ để tổ chức các lớp nhiếp ảnh chuyên nghiệp cho người Mỹ. Thông thường mọi người sẽ tìm đến nước Mỹ để học tập, nhưng tôi tự hào vì có thể làm điều ngược lại. Không chỉ là nhiếp ảnh, tôi còn có niềm đam mê mãnh liệt với xây dựng truyền thông. Niềm đam mê ấy được thể hiện không chỉ bằng việc chụp ảnh mà còn thông qua việc chia sẻ các kiến thức về nhiếp ảnh và sử dụng nhiếp ảnh trở thành công cụ truyền thông để trở thành người dẫn đầu trên mạng xã hội. Đó là lý do tôi đã tổ chức rất nhiều workshop tại Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới và xây dựng rất nhiều khóa học online và offline về nhiếp ảnh và truyền thông. Sứ mệnh của Sam Nguyễn là đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong việc phát triển truyền thông, giúp họ trở thành những đầu tàu trong lĩnh vực của mình, tạo ra cơ hội nghề nghiệp, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định và góp phần vào việc nuôi dưỡng những hạt mầm hạnh phúc. Tôi tin rằng, bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tiến tới vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực của mình, Sam đang chung tay cùng xây dựng một tương lai tươi sáng hơn, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội.